Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hôm nay thêm 4.773 ca mắc COVID-19, có 4.323 bệnh nhân khỏi bệnh. Chùm lây COVID-19 liên quan ổ dịch Bệnh viện Minh An, Nghệ An thần tốc truy vết diện rộng. Quảng Ngãi phát hiện nhiều ca nhiễm nCoV từ số người tự phát về quê. Tổng Bí thư kêu gọi người dân càng khó khăn càng đoàn kết chống dịch. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 tối 29 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 7.594, có 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Thông tin các ca mắc mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 29 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.773 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.877, Bình Dương 738, Long An 320, Đồng Nai 166, Đồng Tháp 142, Rịa Vũng Tàu 133, Bình Thuận 63, Hà Nội 58, Đà Nẵng 54, Phú Yên 37, Bình Phước 35, Cần Thơ 33, Trà Vinh 18, Hải Dương 10, Thừa Thiên Huế 10, Quảng Nam 10, Bình Định 8, Đắk Lắk 7, Vĩnh Phúc 6, Thanh Hóa 6, Hậu Giang 5, Lạng Sơn 5, Phú Thọ 4, Cà Mau 4, Hà Tĩnh 4, Kiên Giang 3, Ninh Thuận 3, Nghệ An 3, Lâm Đồng 2, Đắk Nông 2, Hà Giang 2, Bạc Liêu 2, Ninh Bình 1, Quảng Ngãi 1, trong đó 949 ca trong cộng đồng. Trong ngày 29 tháng 7 ghi nhận 7.594 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.592, Bình Dương 1.144, Long An 499, Đồng Nai 325, Bà Rịa Vũng Tàu 185, Đồng Tháp 157, Tây Ninh 139, Bình Thuận 63, Hà Nội 59, Đà Nẵng 54, Phú Yên 52, Đắk Lắk 44, Cần Thơ 39, Bình Phước 35, Vĩnh Long 31, Kiên Giang 21, Khánh Hòa 18, Trà Vinh 18, Hậu Giang 13, Bình Định 11, An Giang 10, Hải Dương 10, Thừa Thiên Huế 10, Quảng Nam 10, Nghệ An 7, Lạng Sơn 6, Vĩnh Phúc 6, Thanh Hóa 6, Bạc Liêu 4, Đắk Nông 4, Phú Thọ 4, Cà Mau 4, Hà Tĩnh 4, Ninh Thuận 3, Lâm Đồng 2, Hà Giang 2, Ninh Bình 1, Quảng Ngãi 1, trong đó 1.536 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến chiều 29 tháng 7, Việt Nam có 128.413 ca mắc, trong đó 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới được ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 124.635 ca, trong đó 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị. Tình hình điều trị, 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 29 tháng 7. Tổng số ca điều trị khỏi 31.780 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 346 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO 19 ca. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 233 ca tử vong do COVID-19, số 631 đến 863. Từ ngày 19 đến 26 tháng 7 tại 7 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ 24 đến 26 tháng 7, 189 ca. Tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 19 đến 26 tháng 7, 14 ca. Tại tỉnh Long An từ 25-26 tháng 7, 10 ca. Tại tỉnh Đồng Nai từ 23 đến 26 tháng 7, 8 ca. Tại tỉnh Bến Tre từ 20 đến 25 tháng 7, 6 ca. Tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 20 đến 26 tháng 7, 4 ca. Tại tỉnh Bình Dương từ ngày 20 đến 22 tháng 7, 2 ca. Từ 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 26 tháng 7, đến nay, chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Minh An đã là 12 ca. 6 xã có ca nhiễm bao gồm Quỳnh Hưng, An Hòa, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Tân Sơn và Quỳnh Văn. Những ca ở cộng đồng công bố các ngày 27, 28, 29 tháng 7 đều lây lan từ ổ dịch khoa sản Bệnh viện Đa khoa Minh An, có khoảng 100 người từng đến khoa sản từ ngày 16 đến 26 tháng 7. 32 trên 33 xã ở huyện Quỳnh Lưu đều có bệnh nhân, người nhà từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An,
trong đó có khoảng 10 người từng đến bệnh viện vẫn chưa tìm được do cung cấp khai báo sai địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Các lực lượng chức năng đã thực hiện truy vết được 309 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm cho 6.201 người tính đến tối 28 tháng 7. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan. Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, do các trường hợp F0 vẫn đang xuất hiện cần tiếp tục nỗ lực điều tra, truy vết và thần tốc tìm kiếm những người liên quan để khống chế dịch, chủ động khoanh vùng rộng, ly hẹp một cách khoa học, triệt để, hiệu quả, quản lý thật tốt việc cách ly y tế không để xảy ra các trường hợp lây chéo, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm rộng không bỏ sót các trường hợp liên quan, thần tốc xét nghiệm để kịp thời phát hiện các ca nhiễm, tiếp tục phun hóa chất tiêu trùng khử độc khu vực xung quanh nơi sinh sống của bệnh nhân. Trong sáng 29 tháng 7, 15 y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được tăng cường cho huyện Quỳnh Lưu lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch. Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 199 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 14 địa phương, thành phố Vinh 90, Tương Dương 23, Diễn Châu 20, Quỳnh Lưu 21, Yên Thành 13, Kỳ Sơn 10, Nam Đàn 6, Quỳ Hợp 5, Nghi Lộc 4, Hoàng Mai 3, Đô Lương 1, Nghĩa Đàn 1, Tân Kỳ 1, Thanh Chương 1. Chiều 29 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các ngành địa phương dừng tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 8. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Ngãi, dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, số ca nhiễm liên tục gia tăng. Đến nay, Quảng Ngãi đã đón 400 người lao động, người yếu thế về quê miễn phí, đồng thời tiếp nhận khoảng 1.800 người có nguyện vọng về quê tại các khách sạn có trả phí dịch vụ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, trong số hơn 5.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự phát về quê, có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Minh xác nhận năng lực cách ly y tế của tỉnh Quảng Ngãi đang quá tải, hơn 6.000 người tại các cơ sở cách ly tập trung, tỉnh phải sử dụng các cơ sở giáo dục tại các phường, xã, thị trấn nhưng gặp nhiều hạn chế trong khâu quản lý, vận hành, sinh hoạt, xử lý rác thải. Nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu cách ly rất lớn, số ca F0 tăng cao hoặc cùng lúc có nhiều F0 kèm bệnh lý nền nặng thì ngành y tế địa phương khó có thể đáp ứng. Mặt khác, các tỉnh, thành phố phía Nam đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 hoặc ở mức giãn cách xã hội cao hơn theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, yêu cầu người dân ở tại nơi lưu trú chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Việc công dân tự ý, tự phát rời các tỉnh, thành phố đang áp dụng chỉ thị 16 về Quảng Ngãi bằng phương tiện cá nhân là vi phạm nguyên tắc chỉ đạo của Thủ tướng và Nghị quyết 78 của Chính phủ, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói. Tin mới trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi toàn dân đồng lòng, ủng hộ cùng chung tay, góp sức chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2021, thư đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, ban hành kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các cấp, các ngành địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt như giãn cách, cách ly xã hội, chiến lược vaccine và biện pháp 5K để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức cùng Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào nước ta ở nước ngoài. Chúng ta đã cùng cố gắng thì càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ các cấp, các ngành tìm mọi cách giải quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lây lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao nhất công sức,
thời gian ưu tiên mọi nguồn lực, chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, linh hoạt sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cả nước góp sức, toàn đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.